bớt đó bằng ngày vậy nè. Cái tôi đi vô trong nhà tắm đó, tôi giặt đồ nghe tiếng xe rõ ràng, tôi tưởng đâu con nhỏ cháu trên đó nó chạy xuống. Đi ra thì không thấy ai hết trơn, cái mình mới bước vô cái kia ê chạy ra nữa, đi ra nữa thì không thấy. Mình bước vô giặt đồ, đi vô giặt đồ lẹ dòm thì ở ngoài lộ, ngoài đầu thì không thấy ai hết trơn á. Có 12 giờ trưa đàn ông người ta nói trời ơi ở đây mà mày dám ở cho sợ luôn. Có nữa lúc đó tôi đi Bình Dương về, đi trên con tôi về, cái nhà tôi lúc đó chưa có cái nhà này, ngang nít khóc rõ ràng đây nè. Ê, chỗ nào Út? Chỗ này nè. Kỳ Gâu chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có chuyến đi về tỉnh Biên An Giang và mình có bắt gặp được một cái người phụ nữ sống một nơi rất là hoang vu, cạnh bên một cái nghĩa địa bỏ hoang. Và nơi đây nghe bà con chia sẻ là có rất nhiều cái chuyện hiện tượng tâm linh xảy ra ở nơi này. Nhiều người đi trên cái đoạn đường này là bị nhát rồi chặn đầu xe rồi giả dạng thành một cái người phụ nữ để ra để mà mê hoặc những cái thanh niên trai làng ở trong khu vực này. Thì nhiều lần như vậy thì bà con đồng thổi truyền miệng với nhau là nơi này có rất là nhiều cái hiện tượng tâm linh xảy ra, nên mọi người vào ban đêm buổi chiều đó thì rất là hạn chế đi đường này. Nếu mà đi đường này vào buổi chiều mà sụp mặt trời đó thì sẽ bị những giống như là người ta quá ra một cái cô gái để mà dụ dỗ các chàng thanh niên trai làng ở đây. Và cái nơi đây là có một cái người phụ nữ sinh sống ở trong cái khu vực này, chỉ có một mình cô ở thôi chứ không có mà nhà ai mà ở đây hết. Mình rất là may mắn được cô chú anh chị giới thiệu với cô này. Ngày hôm nay mình đến đây để mà thử trò chuyện với cô xem như thế nào và có thể mà mình tiếp xúc được với cô hay không. Tại vì nghe cô chú lớn tuổi chia sẻ là cái cô này rất là khó tiếp xúc, là cô có một cái gì đó nó rất là lạ lùng, kiểu như là mình kiểu giống không, người ta nói với cô rất là khó gần thì mình cũng không biết sao luôn. Nên mình đi đại vô coi mình có thể hỏi thăm được vì cô hay không. Mời cô chú anh chị đồng hành với Kỳ trong video ngày hôm nay nhé. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Cô sinh sống ở đây hả cô? Sống nhà tôi ngoài lộ á, vô đây cũng người ta mướn mình vô đây giữ nhà mồ nè. À là cô đi vô giữ mồ ở trong ở đây ha. Giữ nhà mồ cho người ta, giờ cái thấy mình ta thương á. Dạ. Người ta cắt cái nhà cho ở, cái dạ. Đó cái nhà muốn sập. Dạ. Con có thể trò chuyện cùng cô được không vậy con? Nói chuyện đó tôi cũng mừng thì nói chuyện nói chắc có sao đâu. Dạ dạ. À, cô thứ mấy cho con được biết luôn ha cô? Mình lên đó con người ta kêu bằng dì hai và bá hầu, dì hai dì út gì tùm lum hết trơn á. Mình lên đó rồi giờ dì út đang làm gì vậy? Dì út đang ấy than đi bán than hả? Dạ. Cái này là mình đốt than đó hả cô? Dạ. À là mình làm cái kiểu làm sao cô? Mời ai chứ bắt đầu chắc củi xuống, giờ cái đắp cát đắp lá cây dựng lá rồi đó, đắp xuống rồi lấy cát đắp lên rồi đốt vậy đó. Thưa cô Út, dùm con không biết là cô Út sinh sống ở đây là từ bao giờ hả cô Út? Nhà tôi hồi đó cũng ở đây mà, nhưng mà tôi ra ngoài lộ ngoài giờ cỡ mười năm nay tôi vô đây tôi ở đây ta mướn giữ đó, rồi vô đây giữ. Dạ, là cô ở đây lâu chưa giờ thưa cô? Ở
đây chắc có đây năm 2004, ấy năm 2014 tới năm nay là bao nhiêu năm? 14 năm nay là 2023. À, là như năm. Gần cả chục năm này ha. Dạ. Dạ. Làm cốt ở đây một mình hả cốt? À, ở với thằng con mà giờ nó ở đây nó sống nổi rồi nó đi lên Bình Dương nó mặn. Dạ. Giờ mình ở đây mình sống mình lên. Mặn ăn nó thì hai đứa con. Vợ nó thất nghiệp nó mà mình ơi nè. Nó chẳng nó nuôi vợ nuôi con. Chú Út đâu ha cô? Chết rồi. À, chết rồi, mang bụng nó máu mờ máu 3 tuổi à. Ấy mang bụng nó hồi 3 tháng trong bụng à. À. Rồi chết rồi. Rồi một mình cô phải gồng gánh nuôi con đó hả cô? Nuôi con hồi đó nuôi con và nuôi mẹ anh đó. Mẹ không thấy đường, mẹ bị gì đi mần rồi nổ trái nổ đất á, rồi bà bị đuôi mắt, ba tôi thì chết đó. Rồi tôi có chồng cũng như không. Dạ. Rồi giờ mình ở như vậy tới giờ luôn ha cô? Dạ, ở như vậy luôn. Ừ, không biết là năm nay cô uống bao nhiêu tuổi rồi ha? 56 tuổi rồi. 56 ha. Dạ, con tôi 30 tuổi rồi. Là công việc của cô Út là hàng ngày là mình làm gì hả vợ thưa cô? Làm này vậy nè, về đốt than rồi đi trồng đồ, trồng trọt rồi vậy đó. Bán mua gạo, mua 1-2 kg về nó cơm ăn. Giờ mình có đất vườn này nó kỹ không cô? Dạ, giữ mướn ta không à, không có đất cát gì chứ. À, vì là từ xưa tới bây giờ là cô Út làm cái nghề giống như là ai thuê gì làm đó. Dạ, hồi wow. Đó thì đi giữ xài trong kia. Rồi cái sau này cái người ta cái quay lại người ta kêu mướn giữ nhà mồ rồi nè. Cái giữ nhà mồ sống. Vậy là trước khi đó là cô Út làm những cái nghề kia, nhưng mà nghề than là tính ra tới bây giờ thời điểm này là cô Út làm khoảng bao nhiêu năm rồi? Con có gì năm nay? Hồi đó nó được 13 tuổi, tới hôm nay là nó 30 tuổi là nhiêu năm? Rất là lâu ha. Cũng 17, 18 năm rồi. Dạ. Rồi lúc đó là cô... Hồi đó thì đất nó hầm nhỏ xíu à. Có 10-mấy ký gì đi, giờ cái cho con đi học than dụng vậy nè. Còn than bự thì mình bán mua gạo ăn, còn than dụng này cho nó đặng nó đi học. À, đó, được, là cái đốt than này làm dễ không cô? Cũng biết mặn á thì nó dễ lắm, mà không biết thì nó hơi khó. Ồ, như vậy là mình phải có người chỉ dẫn mình cách làm than mình mới phải làm được hả cô? Dạ. Ra những cái thành phẩm giống vậy nè ha. Hồi đó thì có thằng cháu trên đây nè, nó đốt rồi cái mình nhìn á, nhìn cái mình cắt, mình làm, mình đốt đó. Cái tay. Ý, con thấy cái tay cô. Cái tay, cái chân luôn. Nè. Còn cái tay là... vậy luôn nè. Nuôi mẹ, nuôi luôn con. Là cô Út bị bẩm sinh hay là lo hồi do nhỏ, bị gì á? Hồi 5 tuổi bị gió tê liệt á. Giờ mẹ mới đi, nó giật có cái miệng méo à. Cái mẹ nó xấu quá à. Rồi để đi chích thuốc, đi ái thuốc, cái sao nó thuốc cái giò cái tay sụi luôn. Rồi. À. Rồi cái đi đứng của Út thôi, như hiện tại bây giờ sao Út? Cũng thường, bình thường, nó cũng cà nhớt gì chứ, mặn gì cũng được hết trơn á. À. Nó làm ngay, tôi mặn cũng được á. Vậy là tính ra cô Út quá tàn giỏi ha. Hồi 5 tuổi tới giờ đó, bị 5 tuổi, hồi đó cái đi thời gian đi bán giấy số. Bán giấy số cái thờ không ấy, bán thấy nó ế giờ thôi đi về đi giữ xài mướn rồi có đâu mấy năm gì đó ta kêu vô giữ nhà mồ, đi vô giữ nhà mồ rồi à, thôi trời ơi, ma tỏ nhát. Ôi, sao Cút gan dữ cô không? Tôi không có sợ ma, có ma luôn á Cút. Trời ơi, là cô Út đi cái đàn ông người ta nói trời ơi ở đây mà mày dám ở tao sợ luôn.
có nữa. Lúc đó tôi đi Bình Dương về, đi trên con tôi về. Cái nhà tôi lúc đó chưa có cái nhà này. Ngang nít khóc rõ ràng đây nè. Ừ, chỗ nào Út? Chỗ này nè, chỗ cái góc này nè. Ừ, ghê dữ không? Tôi nói trời ơi, con ai bỏ giờ này trời 11, 12 giờ đêm mà nó khóc ngoẹ. Mình ở trong nhà kế bên nè. Trời ơi, con ai khóc giờ này đi ra để cứu người ta, để chết tội nghiệp. Đi ra không thấy gì hết. Là cái lúc mà Út mới vào đây ở là Út có nghe được tiếng không, chưa? À, lúc đó là không có sao này nè, mới chết nhiều, mới chôn tùm lum hết trơn đó. Cái gì? Vậy là ở đây những cái thai nhi nhiều lắm hả cô? Người ta chết, mới chết không à, chứ đâu có chết lâu. À. Rồi cái cốt này là cũng chết hơi lâu, còn cái đó đó là gì về đây ở là người ta mới chôn. Dạ. Con Út ơi, cho con hỏi là khi Út mới về cái nhà này ở khu vực này, con thấy là rất là nhiều những ngôi mộ ở đây rất là nhiều. Thì lúc mới về đó thì mình có gặp những cái hiện tượng gì đó về tâm linh hoặc là thấy những cái người phước mặt ở đây không vậy cô? Thấy sao không? Trời ơi. Cái đó cái mã ở đây giờ mình thấy đó hen. Là 3 ngày chôn đó là 3 ngày lên. Lên á, tôi nằm trong mùng trong nhà vậy. Nó gịch cái cửa, nó làm thu vô thu ra vậy nè. Tôi tưởng con cháu tôi. Tôi nói cái thằng quỷ này giờ này 9-10 giờ nó đi đâu vô đây vậy trời. Đi ra thì cái cửa mình còn đóng cứng nhắc. Ghê vô. Giờ thôi vô mùng hầu cái già sao có cái thùng phi sao, bây giờ tôi bán thùng phi cho ấy, cho nhỏ ngoài kia, nó xin ngoài kia nó quánh trống luôn, như muốn lăn nha. Thùng beng là... chạy ra dọ đàn thì không thấy. Là ở đây luôn không? Ở đây nè. Gì ghê vô. Giờ cái tôi mới điện ra ngoài bà chủ á, tôi nói chị Út ơi, cái cậu này hồi đó còn sống á có khỉ không? Bả nói nó cũng khỉ khọt lắm. Chị kêu chị gái nó, tôi nói bữa nào tôi cũng đốt lên đi xuống đốt ngang hết trơn à. Cái bả nói chị gái nghe tên á, chị nói ở đây tôi giữ nhà mồ mả cho ông bà đừng nhát. Cái hết cái đâu mấy cả tuần lễ sao tôi nghe con bò nó chạy vô hồi đó có cây xài này nó còn nhỏ. Cái tôi nói ông tấm danh cho anh không, mậu này giờ này dắt bò ở đâu mà bò xuống ăn cây xài tôi. Cái tôi la tôi đi ra thì đâu có thấy con bò con gì đâu trời. Ôi vậy đó. Giờ bữa đó bằng ngày vậy nè, cái tôi đi vô trong nhà tắm á, tôi giặt đồ nghe tiếng xe rõ ràng, tôi tưởng đâu con nhỏ cháu trên đó nó chạy xuống. Đi ra thì không thấy ai hết trơn, cái mình mới bước vô cái kia ê chạy ra nữa. Đi ra nữa thì không thấy mình bước vô giặt đồ, đi vô giặt đồ lẹ. Dòm thì ở ngoài lộ, ngoài đầu thì không thấy ai hết trơn á. Có 12 giờ trưa. Rồi. Ôi, ma mà xuất hiện giờ trưa luôn hả Út? À. Là cái giờ là con nghe kể là giờ Linh là người ta hiện hình đúng không Út? Hiện hình thì mình chưa có thấy hiện hình. Mà thấy nó kêu, nó hú mình vậy đó. Nhớ chưa có thấy hiện hình. Còn ở trong tà lá trong á, từ giữ xài trong á. Mà cô Út ơi, cái lúc mà nó hú cô đó, là cái âm thanh nam hay nữ vậy? Nam chứ không phải nữ. Nam hú hú. Mà cô tưởng tượng giống như là nó đang kêu cô phải không? Cái cô kiếm không thấy ai hết trơn. Mà cái âm thanh đó là từ ở phía sau những cái ngôi mộ này hay là từ phía trước cửa? Ở chỗ này nè, ngay chỗ này. Cũng ngay cái khu vực mà từng nghe âm thanh em bé khóc luôn hả? Nghe hú hú rồi chạy ra, mình tưởng đâu là nó nấp nó giỡn mình, nó nấp nó ấy không chạy đâu, là tưởng đâu con cháu nó hù ma cô hả? Mình tưởng đâu nó trốn mình, nó hù
đi chạy vòng hết trơn cái nhà mồ chạy vòng hết. Bị mẹ mày hú sao sao nó mất tiêu. Lúc buồn quá. Là cô tưởng cháu cô cho nên cô chửi. Chứ không có ấy hết trơn. Nó nhát tôi hoài à. Mà cô sợ không? Không. Cô sợ ma. Nó giữa chừng này tôi có nó dắt. Cô không bao giờ mà ấy. Còn cô ơi, vậy là cô bao nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi rồi. Trời Tết ơi. Này nữa 57 rồi. Hồi nãy mới bước vô á, xưng bằng chị. Tưởng đâu là còn trẻ lắm. Mình nhìn ra xa tưởng đâu chị không à. Tôi già rồi, 50 mấy tuổi rồi. Tôi không có biết sợ ma. Hồi nào giờ cái ông kia kìa. Ông á. Trời ơi trời, bay gan quá à. Tao đuôi chứ tao không dính. Tao không còn sợ. Còn bay gan quá. Tôi mới sợ cái gì. Nó nhát chứ nó chán luôn rồi. Tôi nói giờ cái tôi nói bà Út có nói vậy cái tôi xuống với tôi giái. Tôi nói tôi ở đây tôi cúng tôi đốt nhang. Tôi giữ nhà mồ cho ông bà. Đừng nhát tôi nữa. Tôi không có sợ đâu. Còn không tin cậu đi ra ngoài nhà có con u ngoài đó đó. Mà nó con gà. Gà trống của nó con nó ôm xe ruột nó chạy lên đó nó nằm đó. Cái tôi thấy tôi nói u ơi gà mà chạy đó. Là nó với chồng nó chặn dạng mới dặn dạng vô bắt con gà. Dựng chiếc xe đó mà cái đèn nhan đó, nó chớp nhá hoài. Cái thằng chồng nó thao thao đi về trời ơi cái gì đâu thấy ghê. Giờ kêu thằng cháu nó đi vô nữa. Đi vô cái con ong bự chà bá này nè. Nó bay á hả. Rồi bắt được con gà nó nói thôi trời ơi tớ tôi hết dám vô đây. Nó sợ. Tôi có sợ ma. Tôi nói bà nội này nè, tôi bán gan quá à. Tôi nói tôi sợ người sống. Người sống mấy thằng hút chích á là tôi sợ. Chứ còn ma cỏ là nó không có ăn thịt mình. Thành ra tôi không có sợ. Ở đây ha. Người già dạng mới dám ở chứ người mà sợ ma sợ đồ là dứt phát không có dám ở. Rồi mỗi ngày cô Út làm than này đủ sống không? Cũng có khi thiếu, có khi cũng như mình bán một than vậy đó. 10 ngày, 20 ngày ta mới lấy một bao. Chứ đâu có lấy liền liền. Một bao như vậy hả? Một bao này nè. Cục bự bự vậy nè. Một bao vậy 20kg. Là bao nhiêu tiền? Được có 200 ngàn à. Rồi ăn, xài. Giờ tới mười mấy ngày mới được con bao nữa vậy đó. Mà chở tới với sắp hợp sển với bán á. Chứ đây đâu có ai mua. Có đủ gạo ăn không cô? Cũng thiếu hụt hoài. Rồi có ai tiếp cô không? Rồi nhỏ cháu ngoài trời cưa nó bán thiếu. Thiếu rồi bán than cái đi dân ở trả vậy đó. Chứ... Là mua gạo thiếu hả cô? Dạ, mua gạo thiếu ăn. Vậy là còn... cô sống một mình từ lâu rồi hả cô? Sống lâu rồi. Sống cũng 7-8 năm nay sống mình lên ở đây. Nó thì lên Bình Dương rồi. Đó. Vậy cưới vợ nó giàu cái nó đi chạm. Còn cô có thấy những cái hình bóng gì không? Hay là chuyển theo âm thanh thôi? Không có thấy gì đó. Còn ở trong tà lá là ngủ á. Ý mới chặn dạng vậy nè. Là giữ xài mướn ta. Là chiều bữa đó ông đó ông chở tôi vô giữ con tôi. Cũng xài lá xài nhiều lắm. Cái đùa lá xài ra. Đùa lá xài ra vậy nè. Cái đầu gió thô là gió hụ. Ngày trước gió hụ. Cái kêu con ơi tấn mùng lợ. Cái nghe tiếng nó khóc bên danh á. Con ơi đi qua bắt nhỏ này về nuôi người ta bỏ hay gì. Đi ra thì không thấy.
cái đi vô ngủ, trời ơi xài nó dùng ệt, mà tiếng dép lào nó đi xanh quanh trời mình á. Trời ơi. Ừ. Cái mở mắt ra thì không thấy. Giờ thôi, cái qua đêm sau bị gì bà ngoại tôi bảo hồi đó bà đi chân miên á, bà đi ấy đó, cái bao quánh lộn với ma á. Gì ghê vô? Bà quánh lộn với ma đuốc á, bà cầm, nó cầm cái ma đuốc, nó cầm vậy nè, bà nói, bà ra đi luôn á, nó cầm mẹ cái đầu vậy nó đi cái đi xó, bà núp nó trong ấy á, bà cầm cây voi trường, bà quánh một cái ạch, chứ nó đi xó thằng kia, nó phật cái đuốc lên nữa, vậy đó. Cái bà ngoại tôi bà nói, con ơi, bà nói lại, con ơi, con đi á, con gặp ma nó hỏng, nó đi hỏng mặt đất trên cả hai tấc vậy nè. Còn người mình á, là đi dưới đất, thành ra bữa đó cái nó vô trời tôi. Cái lá xà tôi đùa dây nè, cái nó bận nguyên bộ đồ trắng mà tóc nó xả xuống tới với nhượng vậy nè, nó bồng đứa con nữa. Rồi rồi ghê vô. Cái nó đi lại tôi, cái tôi nói tính hỏi chị đi đâu rồi. Cái tôi nói mà gió một cái nha ma, là gió hụ tóc mùng hết trơn. Nói con ơi con, tán mùng tiếp mẹ con ơi, là con tôi đó 7 tuổi à. Con ơi đi ấy tán mùng, đi lấy cái ấy tán xanh quanh mùng. Cái bắt đầu dòm ra thấy chị đứng. Cái bà ngoại tôi có nói vậy đó. Cái tôi nói người đi thì nó khua lá, còn này ma không có khua lá. Cái tôi mới niệm Phật, một Phật. Cái bắt đầu chỉ bước ra đường, chỉ đi là thấy tóc chị xả xuống tới với nhiều, là bạn nguyên màu đồ trắng. Là bữa đó tôi ở đó là một tháng giữa, nó nhát tôi 7 bữa. Giờ nó thấy tôi không sợ, nó nghỉ nhát luôn, là ở trong tà lá chứ không phải. Tôi nói ấy, tôi về tôi nói với mấy đứa cháu tôi ngoài này nè, bà nội sao bà giang dữ vậy bà nội, bà gặp ma bà không chạy đâu, dùng ma mà chứ phải người ta sao mà chạy. Chạy chắc nó vẫn được được các cô ha. Ừ, thì nó ma mà. Rồi cái anh dễ, cái ông của cái chị dưới đây nè, bà ổng cũng đi bằng đêm đó, ổng đi xôi ớt xôi đồ đó, ổng đi ngang, ổng nói trời ơi trời bà ơi bà, sao bà dạng thờ bà ở đây bà, hỏi gì chứ ở đâu, tôi giữ xài mướn người ta, ổng kêu tôi ở đâu, trời ơi trời, bữa hổm tôi đi xôi ớt đi đây nè, nó liền cái tay xuống, liền cái chân xuống, giáp là ổng theo tôi mất giờ, tôi kêu thầy pháp chữa tôi một ngày muốn chết luôn của bà nội luôn. Tôi nói tôi có sợ ở đâu. Cái là chừng này là người ta kéo về nhà người ta hết trơn, người ta làm dãy cho nó, có hai mẹ con tôi ở đó thôi đó. Giờ giữ một tháng rưỡi nó nhát tôi 7 bữa rồi thôi, rồi tôi nghỉ giữ trên đó về. Đi về bán giấy số, bán số cái ế nghỉ vô đây giữ nhà mồ, còn đây cũng bị ma nhát. Là lúc đó cô bị ma nhát quá, cô nghỉ dưới xài đi về bán số hay sao cô? Không, cô hết, người ta bé xài hết á. À, mình hết, về hết mùa ha. Ừ, hết mùa. Rồi, do Út ơi cho con hỏi là khi mà Út lần đầu tiên mà đi giữ xài đó, rồi gặp những cái hiện tượng như hồn ma mà nhát của Út đó, là lúc đó là cô Út chắc có lẽ là sợ hay là không sợ? Không sợ. Gì bởi hả? Vì mình tưởng đâu người ta. Gì hả? Ờ, và mình cũng ôi ma cỏ mình đâu có sợ. Rồi, mình sợ, tôi sợ là sợ mấy thằng hút chích. Nó lợi nó kiếm tiền, kiếm đồ nó giết mình thôi, chứ còn rồi, ma tôi không có sợ ở đây. Cô có thấy là lần nào mà hả, buổi trưa và ngày gì đó là hiện hình gì không Út? Không. Không thấy, chỉ thấy buổi tối hả? Buổi tối, với lại bữa đó thấy ở đây là nó hú nó kêu. Mới đây không? Ừ. Ôi ghê vô. Mới tháng trước nè. Ôi
Ở như tàn ở đây thì rất là vắng, mà con thấy bên đó mộ rất là nhiều đó, không? Mộ đó là mới chôn không đó. Là cũng dòng họ của cái đất cái bà này nè. Con của bà này nè. Chứ không có ai nữa. Vậy là Út làm cái giữ mộ này được bao nhiêu năm rồi dạ thưa? Chắc đó hồi năm gì? Năm 2014. Tới giờ là nhiêu à? Gần 10 năm rồi. Chứ mấy người gan lắm mới dám về giữ mộ vậy thôi, mà trong khi đó là cô Út là phụ nữ nữa, phải mà nam đâu. Người ta không có tin, ta nói trời ơi mày mà dám. Không tin đi là hỏi là ông, cái ông đuôi gần đó đó. Ông nói nghe. Tôi không có sợ. Cô Út ơi. Đuôi là ông không có thấy đường luôn hả chứ cô? Ba ông này nè. Cô Út ơi, cô ơi, cho con hỏi đó cô, là hình như là con nghe bà con mình nói là mới đây thì nè, là mình có nuôi bò và ngủ với bò luôn, là cái đó là sao con không được hiểu, con nghe con thắc mắc, con mới hôm nay tìm cô nè, hỏi thử coi á. Con ngủ với bò hả? Có đâu, đó có giường bò tướng ngoài này, tôi ngủ gì hả? Sao ta nói là cô ngủ chung với bò gì luôn á? Chắc khô, chắc chết. Cái gì đâu mình cũng sạch sẽ chút chứ đâu. Vậy là không có không? Chứ con nghe kể nói có vào cái khu đằng này nè, ở Gò Mã nha, mà ngủ với bò luôn. Nó ủa ở với bò, nó ở với bò chứ. Nó ủa là sao ta, không hiểu. Sớm vậy con cũng chưa dám hỏi, mà con thấy cô Út thì tiếp chuyện nãy giờ thấy cô Út rất là vui. Nên con mới mà mạo phép là họ hỏi cô Út thôi. Trời ơi, có cái chồng bò đó. Vậy hả? Rồi con nghe nghe kể là bài à, sợ ăn trộm. Dạ. Mình ở đó mình nên á, sợ ăn trộm. Đúng rồi. Con mình nó ra nó được số vốn nó mua con bò cho mình nuôi. Vậy giờ bỏ ấy vậy đó, sợ ăn trộm đi vô đi ra. Cô Út xong kiếm thêm ông chú Út mấy. Ta chân vậy ta đẹp đẽ, còn nó còn bỏ con tôi vậy em bỏ. Trời ơi, nói chuyện nghĩ thường hả? Ủa vậy sao hồi đó cô Út có người con gì? Đó là cũng thương nhau rồi ở với nhau, có con rồi cái nó đi cưới vợ khác, có được có chữa 3 tháng mấy cái đi cưới vợ khác. Vậy. Sao nay Út kể với con là mắc rồi? Thì nói mắc mẻ nó mắc đi. Mắc rồi ha, giống như đi mắc rồi ha. Chứ thường thường nó mắc là cái kia nghĩa khác nữa nha. Đi mắc rồi thì thôi. Dạ, cô Út cứ ăn giờ này ăn cơm nước gì chưa Út? Chưa nữa, tối mới ăn chú. Nấu cơm nước gì chưa Út? Chưa nữa. Cô Út cứ làm tự nhiên để tụi con nói chuyện chơi trò chuyện với Út thôi, Út cứ làm công việc của Út đi. Dạ, làm vậy nè, ta có 7-8 giờ mới nấu cơm ăn. Ôi, làm cô ngồi đây tới 7-8 giờ luôn mới vô hả? Mình ngồi nãy giờ là mình thấy mình hơi cái chân hơi tê đó, mà cô Út ngồi là từ sáng đến chiều luôn không? Có chút mà chút mà cái tay kia cô Út đâu có chủ động được á. Cô Út cái tay đó bị cái tật nhỏ. Tật nhỏ tay chân gì thật hết trơn à. Con để con chó nãy giờ sao mà nó sủa ngộ vậy không? Nó câm á. Bị câm hả? Bị câm nữa đó. Cô thì tật mà lại nuôi con chó câm nữa. Nè. Nó tên gì không? Nó tên con Lát. Ôi Lát ơi, qua đây nó nghe nè con. Nghe nè. Nó gặp nó sủa mà nó kêu hay nó sao á. Nó chạy không à. Nó bữa nay nó dám đứng đó nó sủa. Lát ơi qua đây chơi nè con. Chùa chú nó chạy nó kêu rồi. Con tôi về hả? Nó chạy nó trốn không? Cái kia hả? Ừ. Nó không có dám mà thằng nọ bưng đồ ăn cho nó ăn. Đút lút vô cho nó ăn. Con chịu nó ha. Dạ. Vậy là cái này sinh hoạt nấu cơm của Út là nấu trong nhà hay nấu ở ngoài luôn không? Nấu là điện. Nấu điện cũng cho điện. Đây có điện mình xài luôn ha. Dạ, người ta cho nồi cơm điện đồ mình nấu ra. Cái nào ngay cái tháng thì người ta đóng tiền, mình đóng tiền. Đóng tiền điện rồi cái người ta vô người ta trả tiền điện lại cho mình vậy đó. Dạ. Sống vậy đó. Út có thường đi núi đồ không? Không, bởi vì ở nhà chăn bò cho con đồ này kia cũng không có đi núi đi non gì đâu. Lúc còn trẻ không? Hồi trẻ thì đi đi núi cắm rồi đó. Dạ. Đi núi cắm, đi núi cậu này đi hoài à. Ôi cái truyền thuyết núi cậu nghe kể trên đó có một cái cặp gắn to lắm không? Không có không có hả?
Sao nghe người ta kể giống như trên đó có cọc vắng gì đó, ông mây hay gì đó. Là Út chưa được nghe, chưa được thấy luôn ha. Gì hả? Hồi đó đó là cậu tôi, ông cậu Tư, tôi là ba có ông với đó. Là tôi còn nhỏ nha. Là ở đó dựng này nè, chứ không phải trên núi đó. Có con rắn mà nó có cái mồng. Cái nó đi xuống dưới ruộng đó, nó uống nước. Cái bò nó quảng hồn nó chạy. Mà nó con bò, con rắn nó cỡ bự lắm. Cái nó xuống uống nước, cái bò nó quảng hồn nó chạy. Cái bà Miên á, bà thấy cái bà té bà xỉu. Bà xỉu, cái bà tỉnh sợ con bò chạy mất tiêu. Cái bà về bà báo với cậu Tư tôi là ổng làm công an á. Cái ổng nói con bò bị con rắn nó nuốt rồi. Y ghê quá ông. Cái bắt đầu ổng mới dắt lính lên là ở trong cái hang, ông nói cái hang cháu đó dựng này nè, nó lướt cái thịnh á, thịnh nó còn lướt chỗ có cái đá. Giờ cái ông kêu lính ông á luyện hai trái lựu đạn mà không có nghe nổ, không gì hết. Là luyện vô hang không? Dạ, luyện vô cái hang đó đó. Ôi. Mà không có nghe nổ, mà không có nghe gì hết trơn. Cái gì ngộ vậy? Giờ tới bây giờ luôn là không có nghe nó dù con rắn đó nữa. Chứ mà con rắn mà quất được con bò là khủng khiếp lắm luôn Út ơi. Không, con bò nó chạy chứ. Người ta tu rồi, người ta đâu có ăn. À, tưởng nó ăn nguyên con bò là dữ lắm à. Ừ, người ta đâu có ăn. Còn bên đây nè, bên núi bên đây nè, là anh thôi á, mần dãy anh thấy là hai con nó gì nè, nó cũng như cục đá vậy nè. Con bên đây, con bên kia nó đau đầu rồi, giỡn với nhau. Đó là ông anh thấy. Là bự không Út? Bự. To bằng bê lớn không? Bê lớn. Dữ thần gì bằng cái bao là cũng khiếp lắm á. Ừ, là nó có cái mồng. Con là gắn chúa hay sao? Con rắn phướng á, con rắn phướng là nó có cái mồng. Rắn phướng hả? Ừ, nó đen mà nó bê lớn. Ôi, con rắn nó còn mới nghe tên luôn Út. Ừ, rắn phướng. Vì sau này bà con mình có gặp nó không? Không, không là không. Nó đi tu đâu mất tiêu rồi. Dạ. Út ơi, con thấy cái khu vực này Út chạy dài dài đường đây á. Ở ngoài á, con thấy ở đây quá trời toàn nhiều mộ luôn ta. À, là khu vực này giống như tập kết chôn những ngôi mộ của... Ông bà hồi đó đất không có đâu giờ. Người ta mua đất á, thì canh ta chôn đất, chôn mã, chôn mộ rồi chứ. Hồi đó đâu có. Chứ từ đây mà dài ra tút bên kia là dữ lắm luôn à. Ừ. Con nghe kể lên nói mấy người con chia sẻ là mấy chú lớn á. Là mấy ông á nói mộ dữ lắm luôn, không biết bao nhiêu mà nói để vô số mà kể luôn á. Mà nghe những cái câu chuyện như nói về những người âm á Út, rất là nhiều ở đây à. Ở đây chắc cần dữ lắm không? Dạ. Còn ma cỏ thì thiếu gì? Thiếu à? Thôi thôi. Ma cỏ thì thiếu gì? Mấy thằng hút chích lại đây nè, mà nó gặp đó là nó nghĩ là luôn. Bỏ chạy luôn không? Ừ. Nó gan dữ gì hơn mà nó gặp ma nó còn chạy đó. Nó nghĩ lặng luôn đó chứ. Chai bia, chai bọng gì nó hút, nó luyện phùm lúc đó. Chai bia đó. Giờ nó ghê quá vậy. Đó. Hả? Dạ. Giờ nó gặp là nó chạy luôn đó. Cái giờ luôn, nó không lặng luôn đó. Là Út có gặp ma thường hay cũng có gặp quỷ không Út? Không, gặp quỷ thì mình không biết quỷ mà gặp vậy đó. Chứ là những cái hồn ma lại ghẹo Út thôi chứ có lần nào mà thấy ghê nhất không Út? Thì nó vậy đó chứ không có ghê gì á. Không có ghê gì mấy ha. Ờ. Nó cháy nè. Ý là mình để than theo sau. Để than vô. Là mình nhặt lại mấy cái than này ha. Ừ. Giờ mình bỏ vô. Bỏ vô. Than. Rụng. Mà tốt này chú ơi có không đâu. Bằng vậy mà nó không có đau. Còn không bằng cái nó đau. Nó bệnh. Khi là mình chừa mấy cái lỗ này để cho nó thông hơi nữa đúng không? Dạ. Thôi ba hai làm cái gì? À. Anh chị. Rồi cảm ơn nha. Quạt nó lên khói vậy đó. Dạ. Ờ, đàn ông còn không dám ở nữa. Tôi ở mà
mình không không có tiền nữa nào ngay chú ơi. Con thì nó và mình không tiền thôi ở thấy chứ người ta đâu có dám ở. Ta nói mướn 110 tháng 10 triệu giờ cũng dám ở. Như là mình ở đây là một tháng mình được nhiêu? Hồi lúc đó bà vô nó cái bà nói 3 tháng 1 triệu giữ quét nhà mồ đồn vậy thôi. Giờ Tết đó, thì vô giữa nhà mồ quét tước đồ mà nó nào ngay ở ngoài vô thì gạo nước mắm dầu lửa hồi đó chưa có xài điện dầu lửa rồi người ta đem vô người ta cho mình nó nào ngay đi. Rồi tiền đó, thì mà lính đã ngoài có ấy thì nó gỡ vô nhiều khi 1 triệu 500 có. Nói chung là cũng hỗ trợ cho cô Út về mọi mặt ha cô. Gạo thóc rồi. Dạ đúng rồi. Giống như mà cô không có chỗ rồi cái chủ đất ở đây cũng xây nhà cho Út ở một cái nơi đàng hoàng ha. Đó. Không có mưa dột này kia tạt. Lúc trước là mình ở một cái chòi hay là sao? Cái chòi. Chòi nhỏ ha. Dạ. Ôi. Chắc cái lúc mới vô đây cái cảnh tượng nó ớn lắm không? Cũng ớn vì mình không có sợ nhiều khi á. Buồn đi ra ngộ nó tối mùa 12 giờ đêm 1 giờ mới đi vô nhà. Ra nói chuyện với những người âm hay xấu? Vô ra đó ngồi đó nói chơi vậy rồi các nào đi vô. Có nói chuyện không? Không. Con nghĩ là Út nói ra nói chuyện á nha. Buồn cứ đi ra đó. Rồi bình thường có ai lại mà trò chuyện nghe dùng nguồn cùng Út giống vậy không? Không. Ít con cháu thì đó nó chạy vô nó nói vậy rồi cứ mà nó về con cháu thì thiếu gì mà con cháu bà con không à nó nào chứ không có vậy vụ. Ở xóm Út có trò chuyện với ai không? Cũng con cháu rồi nó nhiều khi nó vô đây nhiều khi mình đi ra chạy cưa là cháu cũng bà con vậy đó. Lâu lâu đi ra ngoài chơi vậy ha. Cắt cỏ rồi đó đi chắc ra đó. Con nghĩ là Út có sở thích giống như là sống trầm lặng hơn chứ không có muốn mà đua chen với đời hoặc là thị phi này kia các thứ đồ không? Đúng rồi đó, tao nói vậy là đúng rồi đó. Mình mới tìm một cái chơi nơi thanh tịnh, một cái chốn bình yên nó gọi là nhà tôi ở ngoài lộ mà tôi không chịu ở. Tôi vô đây. Mình thích sống nơi có mồ mả với người âm hay sao? Bởi vì mình thấy mình nghèo hơn người ta, sống luôn chen ngoài lộ thế. Ủa sao thấy... Út, con thấy Út bi quan quá vậy? Giờ đi ở vậy đó, cho nó yên tĩnh. Giống như Út lặng trốn thôi sao? Không mà con thấy gì nữa, là mình nên cởi mở những cái vấn đề mà giống như trò chuyện vùng này kia. Tại vì con nghĩ Út chắc có lẽ là mặc cảm cái vấn đề mà nói chung là giàu nghèo rồi thêm cái là mình bị cái tật rồi nên Út có buồn với cái xã hội hiện đại giờ không? Rồi là cái lúc mà mình vậy rồi Út có mặc cảm với mọi người thân không? Mọi người ở xóm không? Mặc cảm với ai chứ mà tại mình thấy mình nghèo cái mình buồn mình đi ở mình nên thầm lặng chứ ăn, ăn náo gì ha? Chứ không có ai. Út có tu theo pháp môn nào không? Không có tu. Bằng đêm thì ngủ niệm Phật 3 tiếng giờ ngủ chứ không có tu. Nói thiệt là Út thiệt, chứ Út được nói... mấy anh em? Có anh à, bởi vì một mình kêu... Út luôn hả? Người ta kêu Út cũng Út kêu thứ hai cũng hai Út vậy đó chứ có ai đâu. Giờ mẹ thì mù rồi đó, mẹ đi dưới núi đất mà vậy á giờ bị nổ trái đuôi hai mắt. Cha thì chết. Mẹ hồi đó tôi mới 14 tuổi nổ cái trái trơn cái lưng bả vậy nè. Là ngày xưa ở đây là bà con của mình mà đi làm gãy làm nương là ưa bị mấy cái trái đó hả cô? Có anh bả với lại ba với lại chồng của bà đó đi lên trên núi đất á. Dọn đất mà bằng thôi đi về không đi lại chỗ cái đầu bom gì nè thành ra người ta kia người ta nói gỡ bơ nhôm đi bán mà đâu có đi ruộng đất á lại cái bãi bom gì nè cái bắt đầu ngồi đó nghỉ bà cái ông chồng bà trên đó đó nói cái trái đê ca có cái khúc dây gì nè màu đỏ màu xanh gì đó
giật cái cọng dây này đi về đang bán cho bò. Ơi ơi. Cái vườn ốc ông là ông đà, ông đà ăn tôi giật. Ông ba tôi cũng già rồi, 47 tuổi rồi còn gì nữa. Họ đè gì nữa. Giật lên nó nổ một cái. Ổng thì văng đầu, còn ông trên này thì văng tay, văng chân. Còn má thì hết trơn cái lưng vậy. Trời ơi. Hai con mắt. Vậy là lúc đó là mẹ của cô chắc ngồi xa quá ha cô. Thì bà cũng như bà ở dưới này nè. Thì cái bà đứng lên, bà đưa cái lưỡi hái cho da cắt chứ đừng có giật nó nổ chết. Bà không biết vậy đó. Và cái đưa vậy nè, chưa dưới chân là nghịch lên nổ ông đó chết. Giờ anh tiêu mạng hết nè. Ba người chết, ba người. Tổng cộng đi mấy người mà bị mất ba người, năm người. Vậy còn sống hai người. Còn sống má tôi với lại má bà trên đó. Vì là mẹ của cô mạng lớn nên thoát thôi, thoát được cái nạn đó ha. Thoát mà cũng như không, đuôi hai mắt rồi. Tôi năm đó nó 14 tuổi à. Dạ. Giờ nó nào ngay má tôi bá hồi bà còn thấy đường á thì của cải nó còn. Giờ nuôi bà, giờ tới sau này tôi lớn hai mấy tuổi là vừa vào lại nuôi bà lại. Đó. Là cuộc sống của Út rất là quỳ, Út rất là mạnh mẽ ha, phải bươn chải tất cả công việc, tại vì đó thay thế như mẹ mình, tại vì bị mù rồi cô phải gánh tất cả các công việc nặng nhọc luôn rồi. Mận gì cũng bằng hồi đó gánh củi đi nhà bà ăn bán nữa đó, trẻ bó vậy nè, ba miếng vô bó vậy nè, gánh đi ra tới nhà bà ngoài đó, ở trong này mà gánh ra tới ngoài bán. 100 mấy chục ngàn gì đó, rồi mua gạo, mua cá đi về. Hồi đó, trời ơi, khổ lắm chú ơi. Bây giờ dựng nhà mồ nữa, đỡ đỡ một chút, nó nào ngay, đỡ đỡ một chút mà cũng... Khỏe là được xíu không? Khỏe, 10 phần khỏe được 3 phần, nó nào ngay. Cái phần là cô Út sống ở đây có một mình thôi, cũng rất là khó ha. Con cô thì đi làm xa rồi. Dạ. Lâu lâu cũng có về thăm Út không Út? Ngày mai nó về đặng đám giỗ bà ngoại đó nè. À, là mình để ở nhà, mình làm nhà, mình nấu ở nhà cúng đó ha. Nhà cúng đó. Có mời khách gì không Út? Có. Vậy ha. Ngày mai vui à ha. Mốt. Mốt à? Mốt vô cậu gì đâu thôi. Dạ. Tôi thì cái gì đâu tôi thành thiệt, nó thiệt không ạ? À? Út ơi, giờ này có nấu cơm cho Út cứ nấu tự nhiên đi. Con chưa hả? Sao nấu cơm dễ quá vậy? 7-8 giờ đem bò nào vô. Út dặn bò về chưa? Bò cột bên nhỏ cháu quá đó, cho vậy nó ăn cho nó. Vậy là vừa chăn bò vừa làm công việc đốt than. Dạ. Vậy nói chung là một mình cô phải tảo tần đủ thứ chuyện trên cuộc đời luôn. Dạ. Bây giờ thì đỡ rồi đó. Chứ mấy năm trước còn thấy tôi mà. Bây giờ thịt da tôi có chứ, mấy năm trước tôi có 3 mấy ký. Đó. Vậy, là, vậy là những cái năm mà cô đi vô giữ mấy cái vườn xoài kia chắc sâu thẳm ở trong nữa ha cô. Nó phải giữ xài cho người ta đâu, giữ xài đi đào dễ chanh nữa đó, bán mua gạo ăn hàng ngày, còn tiền đó là để đánh dỗ ông bà đó. Giờ má tôi chết rồi cái anh tôi với mấy bưng gì với thờ chứ hồi má tôi còn đã đi đây thờ thôi cúng kiến. Vậy giờ má tôi chết rồi bưng gì với thờ mà tôi cũng vẫn cúng. Mình hồi ấy thì mình cúng lớn chút, rồi giờ mà cúng nhỏ nó mâm cơm canh để nó cúng. Cũng cho biết là ông bà vậy thôi. Để mình tưởng nhớ những cái cha mẹ ông bà của mình ha con. Dạ, tôi không có quên. Ngày nào cúng thì mua như hồi bữa mùng 10 tháng 10 mua cá lóc bên giỏi cho nó hằng. Mình đâu có mặn gì đâu, lo cắt cỏ, cắt đồ với qua bánh đặt bằng giỏi á. Kêu con tôi đưa gửi về 200 ngàn khoan giỏi mua cá lóc 120 về để mình cúng. Trời đất rồi mình ăn đến mình ha, có ai
với mời các vị ở đây ăn ha, cho vui heo. Nhưng mà hết rồi, ai ở đây thức mặt thức mày gì đó về ăn cơm với tôi đi. Ừ. Út có khi nào mà hả, bà con mình có lại nhà Út ngủ không? Cha tôi ha. Ừ. Ít lắm. Mà vô mấy khu vực này chắc con nghĩ là cũng rất là ngại vô đây không? Đi lại đâu. Tao sợ ma, tao không dám lại đâu. Út chắc ngủ một đêm bỏ chạy không kịp quá không? Tôi thì tôi ngủ giờ 8 giữa giờ bắt đầu vô chắc bò giờ vô nấu cơm nấu đồ ăn ăn rồi cho chó cho đồ ăn rồi vô ngủ vậy đó. Tối cỡ nào cũng thấy tôi không biết sợ ma sợ cỏ gì đâu. Tôi nói ma cũng như mình vậy chứ có gì. Bà ngoại tôi đứng đó, bà hồi đó bà đi đánh ma đánh gì ô bà hồi bà con gái á nó đi lo xe bò lên vòng bà ta cho nó kéo lúa kéo đồ người ta cái tấu cái bà đi ra ngoài bà bánh lộn. Nói vậy bà nói mình mới biết chứ mình không biết. Có lần nào mà Út có lộn với mấy người ăn chưa? Không. Lộn ngay không có. Có thấy vậy đó. Chứ không có ai. Tôi nói thiệt với thầy. Mấy người ta nói dốc nó rồi tôi không có chịu. Nói dốc cũng mang cái tội chứ. Chứ không phải không. Mình nói dốc quá mang tội đó. Có gì có thì nó không có thì thôi định nó cái vỏ là bên bà lá tôi dự xài là tôi thấy rõ ràng thấy tóc tới đây luôn nè mà bận nguyên bộ đồ trắng bồng đứa con nữa là gió một cái hụ bay mùng con tôi đó mới 7 tuổi rồi. Chiều cái nó vô ngủ rồi cái mới có 7 giờ là tới rồi đó. Là cô đó xuất hiện thường xuyên không cô hay là chỉ có một lần đó thôi? Thì xuất hiện 7 bữa đó rồi thôi mình thấy đi. Rốt cuộc cô đó là ai, là cái người chết ở trên chủ đất đó hay là sao? Không biết. Cái bà Sáu, cái bà này bà đi Bình Dương rồi. Thế là còn hỏi bà là bà biết tên cái con nhỏ đó luôn. Có chữ con nhớ rồi. Cái cô gái mà ẵm con đó nhét cái xóm, cái người ở xóm mình là hình như ai cũng biết danh hết trơn cái cô đó đúng không? Ở cái khu vực mà cô Út kể mà gặp cái cô gái mà gồng đứa con đó, người con đó. Là cái bà anh Ba, bà biết tên đó, hồi đó có chữa rồi chết quan đó. Đó đó, cái cô gái mà cái mình nghe những cái chú lớn tuổi bên kia kể khúc gần chùa không? Là lúc đó cái cô gái đó là xuất hiện ở đâu cô? Ở cái anh Tà Lá đó. Là do kiểu như đang mang bầu nhưng mà bị người ta hãm chết phải không? Người ta giết chết đó. Vậy là lúc đó thời xưa lâu lắm rồi. Mà tôi mới giữ giường năm nay là thời xưa mà nhát tới bây giờ luôn 27 năm rồi. Nó nào ngay tôi giữ thầy cũng 20 mấy năm rồi. Con tôi 7 tuổi năm nay 23 năm. Nó nào nó dành đi. Vậy hôm nay nó 30 tuổi. Là năm đó nó 7 tuổi. Là cái cô nó nhát rất là nhiều người ở cái xóm mình luôn, là cốt vụ cốt cải đó hôm bữa đó. Cái bà chủ đất đó đó là bà giờ này là bà về mất tiêu rồi, bà không có còn đâu. Có mình anh tôi à, ở đó với mẹ con tôi. Dạ. Vậy là bà nổi tiếng á, ai cũng sợ luôn. Nguyên vậy xóm sau rồi. Này bà không nhát luôn nữa hả? Về 7 ngày hả? Dạ. Về tôi cũng giái cũng ăn cơm vậy nè. Về ăn với tôi đừng nhát, tôi không có sợ ma, đừng nhát. Đó, về ăn đi. Vô thì mình cúng bánh, cúng đồ vậy nè. Tôi đi tới đâu á? Tôi nói vậy nè. Tôi đi tới đâu là tôi mua bánh hay gì đó là tôi ở đó là tôi cúng đó, cúng rồi tôi ăn, chứ tôi không có ăn mà như người ta mà ăn không kể gì ăn đâu, ăn cúng rồi ăn.
Là kể từ khi đó là 7 ngày sau là cô ta không về nhát cô nữa. À, không nhát hả? Nhưng mà lúc đầu á, cô ta về á, cô thấy rõ mặt không? Thấy rõ mặt luôn mà thằng nhỏ luôn, thấy thằng nhỏ luôn. Ủa sao thường con ma người ta nhát là người ta sẽ không cho thấy rõ mặt, mắt mũi mà ta? Mặt mày ấy luôn vậy nè, cái đầu xả tóc vậy nè, ấy dán cái mặt lên vậy nè. Trời ơi, là mình tưởng thôi người ta. Nhìn ra người ta luôn. Con mắt thấy chồng con mắt không? Không, bởi vì ở ngoài vậy nè, mình thấy cái mặt thôi thôi, thấy cái chồng mắt. Mình á, người ta. Nó trời ơi, tính hỏi chị đi kiếm ai rồi. Mà nhớ là bà ngoại kia, bà thấy, bà nói ma là nó đi hỏng mặt đất cho hai cắt. Còn người mình á, là đi đụng đất. Nó thành ra mình cào lá lên vậy nè là nó đi nó không có đụng. Giờ mới nhớ trực lợi mới niệm Phật. Là cô nhìn xuống là cô thấy hỏng mặt đất. Hỏng mặt đất thành ra nó không có đi, nó không có đụng lá. À, nó không có bước tới được cho nên nó chỉ giống như là nó bay tới vậy thôi chứ nó đâu có bước từng bước như người ta được ha. Về cái nó, cái niệm Phật, niệm Phật cái nó đi ra. Nhưng mà gió rất là gió phải không cô? Gió một cái nó bay tóc mùng hết trơn vậy nè. Bay hụ 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 bay tóc mùng hết trơn. Cho nên cô nghi. Dạ. Thấy gió quá cô nghi phải không? Không có phải nghi mà nhớ là bà ngoại nói là ma nó đi hỏng mặt đất. Là cô nhìn xuống dưới đất liền. Ờ, giờ cái nó ma nó hỏng mặt đất. Giờ mới thấy. Nhưng mà khi mà cô nói là tôi không có sợ đâu, đừng nhát nhát tôi thì cái cô đó có trả lời không? Không. Mà có kiểu như là có le lưỡi hay là con mắt đỏ gì cho cô sợ không? Không. Nó làm ra người ta làm, người ta đứng cái mình nói, mình ấy, mình niệm Phật cái người ta đi ra, người ta ấy à. Giờ nó, tôi thì tôi không có sợ ma đâu, đừng có nhắc cô nữa. Đi kiếm chỗ nào, còn ấy thì về ăn cơm, ăn đồ, tôi cúng về ăn đi. Đừng có nhắc tôi. Là cô nói là khi nào là cô cúng cơm ha? Ờ, giờ đó. Giờ không có nhát nữa, 7 bữa. 7 bữa? Dạ. Nhưng mà mỗi lần về là khoảng mấy giờ cơ? Sao giờ mấy, 7 giờ à. Mới có sụp mặt trời tới không? Ừ. Bởi vì con tôi sụp mặt trời ở trong nó buồn á. À, bị không có ai nói chuyện hết trơn, có hai mẹ con à. Và cái nó ta giọng đít mà vô cái nó ngủ. À. Nó con ơi, tóc mùng rồi, đi lấy mùng ái đồ lấy củi tấn lợi để nó bay rồi ra gặp vậy. Vì sao bây giờ là mũi rồi cho nên là mình phải văng mùng cho con nít nó vô trong mùng. Dạ chứ ở trong giường mà không ấy là giờ này là mũi không à. Mà lúc đó cái vườn cây đó nó có tùm lắm không cô? Không đâu, người ta mà nhảy chống lỏng như vậy đó mà sao mà nó nhát. Mà nó đi thẳng từ ngoài chống lỏng đi vô luôn hả? Nó đi ngay vô, bởi vì có cái miễu ở dưới này nè, miễu ông Tà. Bởi vì nghe chị Sáu hôm nay tôi nói, bà nói hồi đó đó có cái bù tre tàu. Rồi cái nó vô đó nó ở cái ba của cho bà mới phá cái bù tre tàu đó đi. Bù tre tàu hả? Phá bù tre tàu đó, giờ nó không có chỗ ở, nó mới làm cho ba bà đau. Ba bả đau cái bả nói thôi giờ kiếm chỗ nào ở đi chứ bây giờ ổng không biết gì đó không ấy. Giờ cái bắt đầu nó đi kiếm không biết nó đi kiếm chỗ nào cho mình vô mình ở nó làm vậy đó. Nhưng mà cô đó có nói là ở trong miếu hay là ở khu vực nào không? Không biết, nó nào em miếu là miếu của ông Tà người ta thì sao dám vô. Chứ ông Tà đâu vô được hả cô? Ma quỷ đó có dám vô mấy ông bà ta. Chị là nhiều khi á, nhát giáp khu vực hết trơn ai cũng đồn thổi là rất là đáng sợ luôn á. Trời ơi, chiều về là không có ai ở đó hết trơn, có mình anh tôi với con tôi à. Họ không có chị có họ cái ngày đó. Nhưng mà có nhiều người nói là cô ta giả ra thành một con yêu tinh nào đó mà rớt từng khúc tay khúc chân luôn nữa đó. Thì cái thằng âm giả có bạn đó, đó nó rớt từ con lóng tay lóng chân rồi giáp lại đi theo thành giả ông đó đó. Ông về ông
chữa ấy, thầy pháp chữa ông ấy sống là tỉnh hồn tỉnh vía lại, là nhờ thầy pháp trị bệnh cho mình ha. Kể từ khi mà thấy cô đó xong là bệnh luôn, là bị nó nhát xong là về bệnh luôn, bệnh dắt từ lúc tao chân xuống giáp đi theo ổng á, ổng gặp ổng sợ á, về mới chục hồn chục vía ổng lại, bị mất vía luôn, sợ gọi là khiếp mất vía luôn ha các bạn. Rồi chục hồn chục vía lại rồi mới bình tĩnh lại. Chứ nếu không là nếu mà không rước thầy pháp á, là khả năng là nhiều khi có nhiều người ta sợ quá chết luôn á, thì chết luôn rồi đó. Giờ mới chục dài đó, chục lời đó. Dạ ơi, thấy thương cô quá ha. Ngày nào cô cũng như gì vậy mà cuộc sống còn thiếu ăn. Rồi tới ngày đám giỗ của ông bà cô thì mình cũng có tốn tiền nhiều tiền không cô? Cũng người ta cho gà, giờ người ta cho đó gà nuôi đó của thằng cháu với cho bốn con đó với dịch đó với kia. Bởi vì mấy năm trước tôi đâu có ở nhà đây. Thế nào nghe tôi đi mần ở dưới sóc sảnh với chiều tôi mới về đây tôi ngủ. Nó làm tiếp nó. Giờ năm nay cái thằng con nó mua con bò, nó về giữ con bò thành ra không có đi dưới. Giờ nó cho con về 2 con vịt với 4 con gà nấu cúng. Vậy là ngày mai mời đông khách ha. Ngày mốt mốt đông khách. Năm nay là có được gà vịt cúng luôn. Làm lớn nha. Chị là đám mười mốt là tới đám ai? Đám má tôi. Mẹ ruột của cô. Dạ. Thì lúc mà bà mất đó là cô, lúc đó cô được bao nhiêu tuổi? Bà mới chết năm nay 8 năm à. 8 năm. Dạ. Còn con trai cô là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi rồi. Mà nó lo cho vợ, cho con nó. Chị cũng mừng ha cô ha. Dạ, bây giờ vợ nó... dạo một vòng nhà cốt để xem những cái hiện trạng của nhà cốt á, để mọi người hiểu rõ thêm về cốt. Ở đây mình thấy là cốt có nuôi mấy chú chó nhỏ nhỏ với cưng đó nè. Ở đây cái chuồng bò của cô. Đi chắc kìa này kia đủ thứ hết, cô xài ở đây. Phía sau nhà của cô là có những ngôi mộ mới chôn. Thì bữa nãy cô chia sẻ là thường xuyên lúc trước là những cái người bên đó mới chôn nó qua để mà ghẹo nhát cô mở cửa ra luôn. Nhưng mà sự cửa nhà của cô đang khóa, nhưng mà cô cảm giác giống như người đang mở cửa và đi vô nhà. Nghe cô nói thì mình nghe cảm giác nó hơi khó tin, nhưng mà cái đó là do cái cảm nhận của cô á, mình thấy được chứ chuyện tâm linh đó. Nước nồi đầy đủ. Ngoài sau là nguyên cái khu vực gọi là nhà mồ. Mình sẽ đi theo cô Út để chú Út đi giảng bò về á. Đi bò mình thả đâu không? À, bò thả đây ha. Ừ, mấy con không? Con một hả? Đi có mấy bạn cháu có đèn luôn nè. Ủa, màu trắng cưng quá ha. Rồi mấy bạn cháu với cưng quá nè. Ôi, chị mới tới chị. Dạ. Ý làm gì vậy? Đang làm than. Dạ. Ôi, hai ông bà ở đây trồng lan cây vú sữa gì mà cháy quá trời vậy? Vú sữa tím. Tím hả? Cháy nhiều quá vậy? Ồ, lan nào đẹp không? Ồ. Chắc thì bỏ luôn đi. Chắc rồi luôn nè. Đâu? Sao gặp mấy con bò ngán quá, mấy con gà bị mấy con bò gương bài à. Trời ơi, hồi trưa hả, bả làm sức dây nó chuột nó chạy hả, mất
vậy đó, chạy xuống lại. Mới cho con dây dài đó, chụp cho dễ đó. Dạ. Phải sống rồi tôi đó mà tối ăn mì không gì đó. Tiền đâu ăn. Nghe gãy dắt bò mà tới lên tới xuống như trời ơi là già con bò nó còn cái đó là làng không tôi nghe mấy ông mà lụ á tôi nói làm đây tôi chạy ra tôi kiếm chứ bả nó vô lùm không dạ vô càng chết luôn mà la cà hớ vậy là cô gãy mấy con bò ở bên đây đắt cua của anh chị ở đây ha bả đi đâu thì bả gỡ dắt qua bả gỡ bả đi làm á dạ dắt qua gỡ chứ giờ đi làm bỏ bả anh lên này bởi vì tay chân đi chồng mà ba cái đồ đó bán được 10 ngàn 20 ngàn thì bây giờ nó tàn hết rồi lâu lâu bán mới bán được bữa hay bữa mấy cái gì à phai lan của gì đó đó là mới kêu chồng đó chứ một lần gì bữa nọ chồng bông bí rồi bán được có một ngày mười mấy ngàn mấy người mà làm mã là phải mỗi gì cho bấy giờ 10 ngàn 100 ngàn 50 ngàn lâu vô thăm mã cho bấy giờ nhìn cô thấy thương á ha bỏ tội nghiệp lắm có ai mấy thằng khô ăn rồi có ai nuôi vậy? Thầy cô vẫn tụi khoái bả thấy tội nghiệp lắm. Thấy cô thấy thương ở đó có ông Bình hay sao mà đi tới luôn sao biết bả? À, có cái chú kia giới thiệu lại nói là con ngủ với chung với bò cũng là lạ lại mình hỏi mình quay mình đâu có biết đâu nói con ngủ với ở với bò cái nhà đó là cái người chủ mã cắt cho bà ở tạm đấy đó chứ phải đắt quá đâu nhà yeah. của người ta cắt cho chứ nhà chứ sùm sụp cái nhà đó của chủ mã đắt của chủ mã đó mà đâu có nhà gì đâu thì em cũng nghe cô nói về cái đất đó ở đó của chủ cái mã đó yeah. cắt là như cắt để cho bà ở đó bà giữ vòng vòng nó gì đó yeah. rồi lâu vô cho bà 50-100 gì đó. Nhưng tạo điều kiện cho cô có chỗ ở đàng hoàng có chỗ ở có chỗ ở thôi chứ bả đâu có chỗ ở lắc nữa đi đó mới cắt mới mấy tháng nay à dạ. đó bà có chỗ chiếu rồi từ gom đó sáng rồi em đi lại rồi bả vượt con bò mà ông này ông ngủ nè bả đâu có dám kêu ngồi trong nhà thấy bả cành nắc cành nửa chạy theo hai bà làm rồi ủa bả vượt chết luôn chạy lên núi không á ông này ông xếp xe ông vượt chạy mà hãy vượt bún ngựa bả lại gặn đá bả chết luôn rồi mới lấy cọng dây đó cho đặng mà cột lại đó rồi kêu thôi bà cột ở đây bà đi làm gì làm đây bà cột ở đây người ta coi cho rồi mới đó bà ở che cái nhà lá như cái xu như chút xíu mà dạ mà bà ở liều bạn đó luôn đó rồi chủ mã nó vô thấy đó nó không bà dở luôn đi tôi cắt cho bà ở đây rồi coi tới lui mã cho người ta dạ là ngày xưa là cô ở đó giống như là ở đại thôi chứ không phải là kiểu như mà ở đại á chứ không phải là nghịch được mướn ở không ở đại á như có chỗ trống thì ở đại ai đuổi bây thôi bây giờ á chủ mã nó ngay lâu thì người ta cũng vô thì vài chục rồi à như vậy em tưởng đâu là ha cô được thuê vào để giữ mồ mã ở có đó không có thuê đâu cũng như bà ở đại á cho dạ. ở rồi coi mã mồ vậy đó lâu lâu vô cho tiền thôi lâu lâu vô cho vài trăm ở đó bà cắt cái nhà cái những cái chòi nhỏ xíu ở thí sụp vậy đó ở thí vậy đó người ta vô người ta thấy bà tu nghiệp á bà ở cũng đậu rồi cũng 1-2 năm gì rồi thấy tu nghiệp thôi giờ bà ở đây luôn đi cắt cho bà cái nhà gì đó tự chế vậy đó mới cắt mấy tháng nay rồi bà ở bà coi tới lui bà quét dọn trong cái nhà mồ của người ta rồi lâu vô thăm mã rồi cho bà dạ. tiền xài là giặt vậy kiểu như cô không có chỗ ở rồi cô vô đó dựng lên đây ở thí luôn rồi cái chủ đất cũng rất là thương tình rồi cắt nhà cắt cửa lên vậy cho tạo điều kiện điện nước thì có đủ hết rồi điện cho... nước là cái ông anh này cũng vô giùm nè điện nước là của chủ mã đó. Của chủ mã luôn à. Chứ không phải của bà của bà nào ông này vô giùm ông anh này cũng vô giùm điện hai cái chú bên đây vô giùm ha ừ. vô giùm cho chủ mã đó đó dạ cho bà xài luôn chứ bà đâu có hồi khẩu không gì đâu rồi đâu có làm hồi khẩu không gì đâu mất tiêu hết rồi thì cái người ta mới ông này cũng đứng ra ông làm giùm đâu bả đâu có đứng ra được. Ngày lâu bả cũng tiền xài mua này nọ nghe phải không? Mượn 50. 50 với cái hai chồng thấy cũng cho bả luôn vậy đó. Mấy con nghiệp á. Cái lâu lâu túa gạo thì cũng cho bả. Chưa rồi, sớm giờ là em có qua bển ngồi nói chuyện với cô thì cô nói là rồi cô được hồi đó giữ xoài rồi cô đi giữ nhiều nơi á rồi mấy người chủ đất rồi mướn thuê giữ cái mộ nhà mộ thực sự đó là có một cái ngôi nhà mộ rất là to là giữ bên đâu đó không anh lúc đó là bà giữ bên cái nhà mộ rồi phía bên có cái hàng rào đó à, mộ lớn ha dạ là cái xác nhân đó có cái hàng rào đó hồi đó là chưa là bà giữ cái đó đó bà giữ xài đó đó
à, giữ 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 vườn xoài. Ừ. Nó mới giữ đó đó. Rồi ở quen đó ở luôn vậy đó. Rồi quen nó bắt đầu nó cho ở đó luôn. Tới được cái tới cái trời nó rồi sao mà chủ mã nè, vô cái thông nghiệp đó mới cắt cái nhà nó ở. Như là giống như mình biết được thật sự ra cái cảnh của cô là thật sự không có đất đai, không có nhà cửa, ở ở đại rồi bà con thương người ta xây dựng lên thôi. Tại vì mấy nãy em có nghe nói chuyện với cô á, cô nói giống như mà ở ngoài mình sống giống như mà mình không có bằng xã hội á, rồi cũng buồn rồi đi vào đó để mà ẩn mình để ở trong đó. Nhưng mà sự hỏi lại kỹ ra là mới nhờ anh chị mới biết được là cô thật sự hoàn cảnh quá đáng thương. Không có ở giống như ở liều ở đại luôn. Ở giống mà ở đại rồi người ta đuổi đuổi không đuổi thì thôi chứ à, kiểu là ở liều á. Người ta thấy tội nghiệp rồi cho ở luôn á. Ừ, vậy. Cái nhà sập muốn sập rồi. Rồi là mấy cắt cái nhà này. Cái chòi. Đây có chòi này. Cái chòi mà sâu đó không? Ờ như vậy đó. Nó sập gì đó. Rồi. Tại có chỗ ngủ gì đó. Vậy là trước chắc em nhìn cái chạy chắc khủng khiếp lắm, nó siêu dẻo nó kiểu ờ, nó ghê à, bằng lá. Cái này tụi đắp giá này kia đủ thứ hết qua rồi. Rồi ta vô hồi hẳn bỏ lên cắt cái nhà tiền chế cho bà ở gì đó rồi hẳn bố quét cái nhà mồ cho bà người ta để giữ đó luôn bằng cỏ cho người ta cho lâu lâu đi cho tiền như sẵn đất cái đó bà con người ta cho trồng cây cá cháy này kia rau quả củ đồ để bán kiếm thêm thu nhập. Trồng lần mới đi làm mướn mới đi trồng liều mạng với trồng tháng này trồng có sống me rồi bà đi hái me rồi không mà ôi cô vậy mà leo me luôn hả chị. Bà đi nhiều cháu bà hái cái thằng kia kìa ổng hái cháu mà như thằng kia nó thấy gì đó bà hái nó đi gung cho bả lụm có khi nó cho tiện khi nó không có tiện cho cơm ăn rồi vậy bả đi lụm chỉ nuôi ngày nay bả lụm không à thằng kia nó gung nó bẻ hay sao đó bả dưới bả lụm bả vô vỏ vô bọc rồi với rồi như nó ăn cơm gì thôi à thấy vậy đó nó thôi bà hai đó thì thôi bà đi trồng đồ đi bà kiếm bán kiếm tiền rồi trồng có sống không nội luôn tháng này nắng thấy mẹ bởi vì nước nước nồi yếu xìu rồi xong hả bởi vậy cái về trồng cái đó đó ngày bán chứ mà mấy cái rau đó giá rẻ mà chị rau lan đồ bó cắt đâu có nhiêu đâu đâu tẩy thấy công nghiệp bắt mua không trùng chế độ đèo đồ như ngoài trồng nó có tốt như chúng ta miệt dưới dạ người ta có kinh rạch người ta có nước nó đây còn tốt còn má trồng chợ cũng bưng đâu nổi dùng cái giò vậy đó đi xuống tới với chợ đây đi đâu có được trời ông lại để thấy gì đó bán đó tôi thấy bả đi đi bự tôi cho bả có gian không bả leo xe không có chuyện dễ luôn đó rồi cẳng miếu chừng leo gì chặn thăng á bởi vì mấy em nghe cái chú đằng kia nói á là cô đi mà giữ bò nó té lên té xuống con bò nó kéo đi té trời luôn trời bả dắt xong mà nó lôi nó té bả mà thấy chú nhủ rồi nó chạy luôn á nó la làng nó đầu tiên trượt theo hai ba làng rồi cũng có hơi may mắn có những người ở sớm tốt bụng như anh ở đây với mấy người chú ở đây để tiếp cô ha ở đây gặp tôi kiếm được giùm bả rồi hướng bả dưới bên kia ông nội tôi biết bả bên kia làm sao bởi vậy con bò đó mà chật là theo hơi hơi đã đi vườn lắc luôn á sớm em đậu chạy không à qua wow, đi quay vô mấy con bò nó gượng nó dí em quá tàn rồi sao kỳ anh không biết mình lạ lạ hả nó gượng mà nó quýnh hay sao nó lạ nó bò cũng á nó đập ông này nó cũng vượt nè nó chạy á nó vượt không á nó gượng mình ha ừ trời ơi ghê vậy nó đá luôn á bữa nãy dí được rồi mà kêu bỏ lại chụp cọng dây chứ ông này lại nó chạy nó đâu có lại lần được rồi tôi cụt rồi mới lấy cái cọng dây cho bánh nắm lại. Rồi thấy bà tôi nghiệp đó là ngày bà ngồi đó đi bà nội bưng nước lấy nước cho bố uống bà mệt tôi mới kiếm tới trời rồi trưa giờ á là mấy tiếng rồi tôi mới gặp trời ơi không biết hồi đời nào cũng biết nữa bà tôi đi uống hết nổi luôn rồi là không có tôi chừng giờ này chừng mất tiêu luôn rồi nó đi đâu á thôi bà cột bên đây đi mới chạy lên núi rồi đường đâu đâu mò kiếm vô lụm không à nó lấy cỏ bên đây nhóc hết trơn á thôi đi đâu qua đây cột bên đây đi có làm cái gì cụ thấy mẹ tôi giữ trong cho cụ đúng rồi mấy cái cỏ đây lừa vô ăn ngon lành khỏi cắt luôn anh khổ không đi cắt dạ trời ơi con bò không biết đâu có không biết nữa rồi tệ quá nghe cô nói là con cô gửi tiền mua hay gì đó rồi nghe cái chú đằng kia chia sẻ là nói cô ngủ chung với bò ở với bò lạ quá rồi em mới tìm qua thứ em sao mà con bò này là mua không biết tiền bạc sao tại cái gà con bò này là của cái thằng mà đi lụm me cho nó đó à. Cái thằng đó nó bẻ me bẻ lụm đi nó hoài đó không biết bắt cô thằng Trung về đó bắt cô Trung à cũng như mua về cho cô chắc cũng không biết tiền bạc sao hay là cho nuôi rẻ hay sao tôi không biết không biết nữa mà nghe là con bò nó cũng thằng đó đó vậy hả mấy gà nó kêu quá tàn luôn rồi con sáu nói gì anh
Nó biết nói chuyện luôn hả vậy? Anh Quang sao nói chuyện hả? Biết nói chuyện luôn hả? Tao chị qua hỏi nó cho nói chuyện lên đây chị. Không làm hỏi nó. Ê nãy giờ em nghe nó kêu kêu mà không biết công việc tưởng con. Biết hả? Chị qua đây kéo này chuyện nó đi. Nó. Biết ơi. Ôi. Biết à. Mẹ. 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 Nít à. Nít à. Nít không? Giống nghe cái giọng như giọng người miền ngoài vậy ha. Kêu nít là thằng con trai tôi á. À. Cái tiếng người già, ông già, bà già. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Con này con gì anh? Sáu châu. Sáu châu à? Bắt cao lên là nó cao luôn á. Cái gì? Nó không hát ra tiếng mà nó hí quá. Bởi vì em thấy cái con này rất là lạ, nó có một cái tóc mồng ở trên chứ không phải giống như mấy con sáu bình thường đâu ha. Mẹ. Anh chị nuôi lâu chưa? 7 năm gì? Hồi đó thằng nít nó mới có 2-3 tuổi tới giờ. Ở 4 tuổi, năm nay nhỏ nó 10 tuổi rồi đó. Sáng sớm là nó kêu 6-7 năm rồi chị. 7 năm rồi. Dạ. Kêu nít đi học á. Vậy sáng kia đi học luôn hả? Cưng mày à? Tôi chạy xe rồi đó, mà chiếc dáng hẻm mà tôi vừa quẹo vô nó biết tôi về đó. Nó bẻ ngang tép như tiếng nhà mình. Ghê vậy thằng. Chiếc xe ổng không như ông tôi vậy nè. Cười ghê hả? Cười, hí hí cười. Nó cười khà khà như ta luôn. Ha. Biết hả? Ông lại ông dắt chiếc xe nó đệ ra chiếc xe mà đệ thiệt luôn. Đâu lại tôi đợi chiếc xe này thử coi xem sao coi. Dắt ra nó đề. Dắt hả? Làm thôi. Không á chứ như cấp xe gì đó nó đề nó kêu quá. Gì hả? Giống gì hả? Dắt ra hả? Ừ. Sao? Thôi lát xe đi luôn nè. Quên này. Cho thấy quen hả vậy quên. Mẹ. Tôi ở sao mà ai mà đụng chiếc xe là nó đề rét ra với ăn cái xe mà đề vậy đó. Gì ghê tại. Ừ là tôi biết có người rồi. Alo. Ý. Bé không có nhà. Bé không có nhà. Bị quất gà. Ôi trời. Nó la làng không á. Nó nói chuyện đủ thứ tiếng chân á, nhiều khi nó tự động nó nói à chứ mình không có dạy. À giống như nghe âm thanh gì đó bắt đầu nó tự nó nói luôn. Cứ giấc chưa rồi tôi ở đây nè, đủ tiếng nó ca một cái tôi giật mình á. Gì ghê, hát bài gì anh? Cái gì mẹ ơi quê nhà vậy đó. Mẹ ơi nó ca nhiêu ngao ngao ca hết hồn luôn á, ca gan tiếng ta luôn á. Ôi ơi cái này mà thả trong rừng hát mà bỏ chạy xúc quần luôn á thầy. Trời ơi tôi đang ngồi trong đó hả nó ca tôi hết hồn á. Nó kêu ông này ông kêu tôi em ơi ông nội này ông cái gì trời. Cái này mà nửa đêm nó kêu đó thì sợ quýu à. Nó không ngủ đâu. Vậy hả nó thích, ngủ đâu. Thích canh dạm luôn ha. Chó sủa nó sủa thôi chó dậy trơn vậy đó. Còn gà cục tác thôi, có nó làm sao nó làm theo gan thôi vậy đó quên. Bắt chước cái này. Nó làm mà nó làm. Mà có cái là kêu nếp là nó kêu theo ngàn. Không có, anh lạ lại nó hỏi nó nói vô. Gì hả? Mình hỏi nó sao, anh hỏi nó cái gì anh? Tiện kêu này kêu nọ vậy đó. Làm gì vậy bạn? Bạn làm gì vậy trong đó vậy? Mấy con gà nó quậy quá tàn kìa. Mẹ. Mấy con gà nó quậy quá à, la nó coi. Giỏi. Gáy o o coi. Gáy. Nói quá nói à. Cười cái ai. Cười. Ha, cái. Đó là cặc đầu. Cười ấy. Mẹ. Có niệm Phật được không? Nam Mô A Di Đà Phật ơi. Không hả? Nó không chịu niệm Phật hả? Nó không niệm Phật mà nó không có chữ vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Lên tiếng thôi. Chừng nào mà mẹ lên tiếng thôi. Dạ. Cưng á. Nít ơi. Nít ơi. Nít ơi. Đâu con lại con kêu nó con vậy? Kêu em hay kêu nói chuyện thôi. Nít ơi. Lại kêu cho nó nói chuyện coi. Nít ơi. Nít. Hát bài nghe coi đi về nè. Tối mũi quá tàn cắn rồi. Hát mẹ ơi ơi. Mẹ ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết à.
chắc nhà dưới lỗ với mấy người kia lại chọc miễn phạt cái ai quay tôi về nè mô phạt ông tên gì vậy tên em Kỳ Gâu Vlog hả Kỳ Gâu Kỳ Gâu dạ rồi giờ này cũng vậy em cảm ơn chị rất là nhiều để cho em biết cái nói chung là cái thông tin về cốt thì sớm cho em nội bản em trò chuyện với cô cũng rất là nhiều cô cũng nói về cái cuộc đời của cô đó nhưng mà mình tới đây á mới nghe anh chị thổ lộ qua là nó không phải là nó, cái đó là người ta thuê nó mà tự cô ở và chủ đất thương rồi chủ đất mới xây lên rồi với nhờ cái sự đồng bọc của những cái bà con như anh chị và những người ở xóm đây cũng như là đồng bọc cô những cái khó khăn một cái này kia dạ biết sự ghép em biết luôn tưởng đâu là cô nói là cô có đó giữ vườn thì nó ồ thì cũng như, cũng ổn cũng như là chứ... chút trước cũng như bà mới chưa có trách nhiệm cũng như bà ở thí gì đó dạ. Từ khi mà người ta cắt cái nhà cho bà rồi quét dọn này nọ có trách nhiệm nhưng... từ lúc mà quét dọn cắt cái nhà đó là người ta nói như bà phải như bữa nào mà người ta vô người ta điện cho bà hay là bà lao chùi quét dọn cái người ta cho bà được 100, 200 ừ, đúng rồi cô có kể á dạ ừ. Vậy đó như mỗi lần mà người ta điện vô ừ bữa nay tôi vô nghe là bà phải quét dọn lao chùi sạch sẽ mã mồ người ta là vô cái người ta cho mà tôi vô hoài đâu nội tới khi mấy tháng trời lâu lâu mồ mã mà như lâu cúng kiến này kia chủ yếu là có nhà với có điện biết này ở nó nghe cái điện chắc người ta trả tiền quá không hỏi nó vô đó nãy giờ trò chuyện mà không biết anh chị ha anh tên gì tôi tên bé bé ha ừ dạ dạ em cảm ơn bé với chị rồi với chị rất là nhiều nha chị cảm ơn chị đã chia sẻ cái thông tin rất là quan trọng và hay đến em để em biết được hiểu thêm về tình cảnh của cô Út ở đây á thì mình em đi quay cái chuyện rồi tình cờ nếu quay vậy là coi trong web là có không phải không dạ dạ coi trên YouTube cái gì râu Kỳ Gâu Kỳ Gâu hả dạ Kỳ Gâu Vlog ừ. À, cô đúng. Hai mà nó cô Hai rồi cô Út tại vì hai. Em muốn bà tên bà Hai Hồng Hai Hồng ha ừ. Bà Hai Anh Hồng đó tại vì em quay kể mấy câu chuyện tâm linh chuyện nói chung là chuyện ma này kia đại khái rồi mình tìm hiểu về những cái người sống kiểu như vậy đó chị dạ thì em cũng vậy đó nhưng mà có những cái cô chú biết những cái câu chuyện tâm linh trên núi mình gì đó mình dẫn mình theo rồi mình quay lại cái trên cái quá trình của mình đi rồi mình gặp những cái gì đó nó bất ngờ gì đó rồi cảm ơn anh chị chúc anh chị có nhiều sức khỏe nha dạ rồi em về lên anh chị ạ dạ thì Kỳ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã quan tâm video của Kỳ rất là may mắn Kỳ đến đây thì hiểu thêm về cái tình trạng hoàn cảnh của cô Út ở Chòm Mã nghe cô nghe anh chị nói thì cô rất là đáng thương thì chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Kỳ chúc cô chú anh chị xem video giải trí bên gia đình và những câu chuyện tâm linh huyền bí ở vùng Thất Sơn Giang có rất là nhiều. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo, những video hay nhất sắp tới để Kỳ cố gắng làm những cái clip thực tế và những câu chuyện tâm linh hay gửi đến cô chú anh chị xem để mà giải trí cùng gia đình để mà hiểu về cái thế giới tâm linh, nhiều người cảm nhận và thấy được như thế nào. Hẹn cô chú anh chị